Dạ vâng, Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang xem video này. Lời đầu tiên thì Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hôm nay thì Biển Xanh đang có mặt tại con đường nhựa Lục Viên quý anh chị nhé. Đường này gọi là đường nhựa Lục Viên và mình chạy thẳng đi về phía trước thì chúng ta sẽ ra được con đường tỉnh lộ 9 và ngay cái chỗ chợ đình quý anh chị. Và ở đây thì phía trước người ta cũng đang xây mấy dãy nhà vi bằng. Chỗ đó người ta xây thấy cũng khá là nhiều căn đó quý anh chị nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới nằm trên mặt tiền đường nhựa Lục Viên này. Khu vực này thì dân sinh nhà cửa người ta ở cũng đã đông đúc rồi quý anh chị nhé. Vị trí của lô đất này thì nó là hướng đông, diện tích là ngang 9 dài 25. Cái lô này thì chủ đất người ta đã xây và phân lô rất là rõ ràng, xây hàng gạch cho chúng ta, nhìn lô đất rất là cao ráo và đã san lấp rồi quý anh chị nhé. Lô này thì có giá là 1.850.000.000 là giá bán, bao sang tên công chứng, đóng thuế phí, ra sổ mới cho chúng ta luôn ngay mặt tiền đường nhựa này, cho nên sẽ rất là thuận lợi để quý anh chị mình có thể kinh doanh buôn bán sau này, hoặc là mình ở thì cũng rất là thuận lợi cho việc đi lại quý anh chị nhé. Đất gò cao ráo, xây dựng tự do và cái lô này nó là hướng đông, ngang 9 sâu 25. Và lô này thì chủ đất người ta đang tách sổ. Ở đây thì có 3 lô người ta đang tách ra quý anh chị nhé, nhưng chỉ bán một lô này thôi. Và khoảng 2 tháng nữa thì sổ hồng riêng sẽ về. Bây giờ thì sổ đang tách ở trên huyện rồi. Quý anh chị mình mua là chỉ việc đặt cọc và chờ 2 tháng nữa sổ hồng về thì mình sẽ đi công chứng sang tên, ra sổ mới tên của chúng ta. Một cái vị trí cực kỳ là đẹp quý anh chị nhé. Mình có thể mua để ở, mua để xây biệt thự vườn, hoặc là cũng có thể xây phòng trọ quý anh chị nhé. Ngang 9 sâu 25. Cái này mình có thể xây cái biệt thự vườn nhỏ nhỏ mình ở thì cũng khá là đẹp quý anh chị, bởi vì nó nằm ngay mặt tiền đường nhựa, di chuyển giao thông rất là dễ dàng. Và mình chạy thẳng thì ra được chợ đình và đường tỉnh lộ 9. Và vị trí của lô đất này thì nó thuộc là ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Và mình chạy thẳng con đường này nữa thì mình sẽ được gặp được đó là khu vực ấp Tân Hòa của xã Đức Lập Hạ. Và mình chạy thẳng con đường này thì mình cũng sẽ ra được đường tỉnh lộ 9, nhưng nó nằm ở phía đầu trên giao ranh với tỉnh lộ 8 quý anh chị nhé. Còn hướng ngược lại thì chúng ta sẽ chạy ra được con đường tỉnh lộ 9 hướng về ngã ba Mỹ Hạnh và đi về thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này thì dân sinh nhà cửa cũng đang dần mọc lên rất là đông. Và mình chạy thẳng con đường này thì mình có gặp được cái cổng số 2 của khu du lịch Cát Tường Phú Sinh nữa. Khu này thì người ta cũng đang phân lô xây nhà vi bằng bán rất là nhiều. Năm nay dưới khu vực Mỹ Hạnh này nổi lên cái việc người ta mua đất lớn và người ta phân, người ta bán xây nhà vi bằng, người ta bán khá là đông quý anh chị. Cái lô này quý anh chị mình thấy nó phù hợp với túi tiền của mình, phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh nhé. Số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị mình và dẫn quý anh chị xem đất. Lô đất rất là cao ráo bằng phẳng, đã san lấp sẵn cho chúng ta rồi. Ngang 9 sâu 25, sổ hồng riêng và đất này là đất thổ cư 100%, sử dụng lâu dài vĩnh viễn quý anh chị nhé. 1.850.000.000 là giá bán, bao sang tên công chứng cho chúng ta, không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Bên bán sẽ bao cho chúng ta tất cả chi phí đóng thuế và ra sổ mới cho mình. Tọa lạc ngay tại mặt tiền đường nhựa Lục Viên, ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.